Ở video trước chúng ta đã biết ruồi nó có hơn 6.000 con mắt các thứ, rồi cả cách mà chúng làm tàng hình con ai chỉ trong 3 ngày. Vũ trụ hơn thì là trả thù cho người mình yêu, tất nhiên là ở vũ trụ Ấn Độ. Why are you running? Hôm nay chúng ta sẽ biết ngoài tự nhiên, bẩn, gớm ghiếc các thứ thì bọn này cũng được việc ra. What the fuck? Trong y học, người ta gọi giòi là những phẫu thuật viên tí hon. Nó là một liệu pháp dùng những con này để trị thương. Và vì để view này chỉ dung nạp kiến thức chứ không nạp chất bẩn, đầu độc tâm trí trước giờ cơm tối, thì mình chỉ sử dụng hình ảnh minh họa. Có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Phương pháp này được phát hiện và sử dụng từ thế kỷ 16, từ thời Napoleon. Nó cực thịnh trong Thế chiến thứ 2. Khi mà số người bị thương quá đông, quân y không thể xử lý kịp, cùng với sự thiếu hụt trầm trọng kháng sinh, các binh sĩ Anh buộc phải sử dụng liệu pháp này để loại bỏ những phần bị hoại tử. Tưởng rằng đó là cách tự hủy ghê gớm nhất, nhưng không, nó lại hiệu quả đến bất ngờ. Những sinh vật nhỏ bé này, chúng tiêu hóa sạch sẽ những tế bào hoại tử, chừa ra phần lành lặn. Việc này thậm chí còn hiệu quả hơn cả phẫu thuật ở hiện tại. Ngoài ra nó còn, các bạn nghe người ta nói cho nó rồi, sẽ bò khắp bề mặt vết thương, tiết ra các enzyme có tính phân hủy các tế bào chết và vi khuẩn trong vết thương để ăn, rồi tạo ra các chất xúc tác để tái tạo các mô mới, kích thích quá trình lành hóa vết thương và ngăn nhiễm trùng. Khi kháng sinh được phát minh và sử dụng một cách rộng rãi, liệu pháp giòi này đã dần bị loại bỏ. Nhưng vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều xuất hiện những vi khuẩn kháng cả kháng sinh. Vì vậy nên liệu pháp này đã áp dụng rộng rãi trở lại. Đa phần những ca như này thì đều ở châu Phi vì nó giúp giảm chi phí. Tất nhiên với liệu pháp này, giòi sẽ được nuôi cấy vô trùng. Nó trắng và sạch hơn cả má của Krut. Khác hẳn với những con giòi trong phô mai hay ở những xác chết đang phân hủy. Review cảm nhận bị thịt theo đúng nghĩa đen. Hầu hết các bệnh nhân đều cảm thấy đau nhức khi những con giòi này gặm nhấm tế bào chết, cảm thấy nhột và khó chịu khi chúng di chuyển trong vết thương. Ngoài ra còn vô cùng ngứa ngáy và ngửi thấy mùi hôi khi dùng liệu pháp này. Emotion. Mình còn được biết ngoài các vết thương hở, chúng có áp dụng trị viêm đại tràng, tiểu đường, vân vân. Với một số căn bệnh, bệnh nhân sẽ phải nuốt hoặc ngậm giòi trong khoang miệng.